Thợ Cua Bắp Bến Chậu của chú anh chị và các bạn dàn xa trên mọi miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về cách để hàn một cây thang chữ H nha cả nhà. Thì thường thường thang chữ H thì nó là một cây thang đứng, một thang thẳng. Thì hàn chữ ship chữ A thì mình sẽ hướng dẫn cách để hàn một cây thang chữ H tại nhà. Thì cái này mình chỉ chia sẻ cho những anh em hoặc là gia đình mình có máy hàn, máy cắt ở nhà thì tự mình làm, mình không cần ra tiệm để làm, để kêu họ làm nha. Thì ở tiệm thì những mấy anh thì thợ cứng nghề thì có xem video của mình, thì có gì góp ý phần bên dưới cho mình để biết để mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Còn cái video này thì mình chỉ chia sẻ cho những ai chưa biết cách làm và cái thang chữ H thăng thẳng nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem mình làm như thế nào. Video mình có hay hữu ích nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình một like nha cả nhà. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì ở đây là mình sử dụng là một cây thanh hợp. Một thanh hợp này là hợp vuông 3. Nó dày là 1.4 ly. Đó. Thì cái thang này là mình làm dự định là cái chiều dài nó là 4.5 m. Thì sắt này mình cũng mới mua dày. Đó, làm 4.5 m. Để mình để xin quạt bắt lên nóc nhà sửa chữa, hoặc là mình làm nhà vườn đó cả nhà, mình bao xài hoặc là bẻ xài gì đó, nói chung là dùng trong gia đình ngoài vườn đều là rất tốt nha. Mỗi bậc cái bậc thang như vậy, mỗi bậc nắp thang á, nắp thang thì mình sử dụng là vuông 20. Đó, vuông 20 nó cũng dày là 1.4 ly. Còn này là vuông 3 cũng dày là 1.4 ly nha cả nhà. Đó. Đây. 30 x 30 1.4 nhân cho dài là 6.000 mm, là tức nghĩa là 6 m nha cả nhà. Bên đây xin lỗi cả nhà nha. Bên đây là nó hồi nãy mình mua là 1.4 ly mà trong này nó bán lộn cho mình hay gì là ly 2 rồi cả nhà. Đây. Nè. 20 x 20 mà ly 2. Đó, cũng dài 6 m nhưng mà dài quá mình rất hơi xa thì mình cắt làm 2. Rồi, mình không nói nhiều nữa, mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi và xem mình làm như thế nào ha.
À, cả nhà, trước khi mình cắt mấy cái nấc thang á, thì mình nên mình để hai cây sền song lại song song nhau, rồi mình chia khoảng nấc nha. Đó, mỗi một nấc như vậy đó là 40 nha cả nhà. Đây 40 nè, mình đã chia đây là dài dài, đây là 40 hết. Đây mình chia như thế này nha cả nhà, các bạn xem rồi cứ làm theo nha. Cái dưới này là mình ghi 43 là lý do tại sao cái này biết không, tại vì là cái hộp này 3 vuông thì mình có cắt một khúc 3 vuông như vậy, thì mình để một cái nắp đầu tiên. Nắp đầu tiên này là chi để cho nó cứng cái thanh ngang cả nhà. Thì mình xài 20 vuông, thì mỗi một nấc như vậy 20 vuông thì cái cây nó sẽ nhỏ hơn, là cho mình để dùng cho nó nhẹ, để mình dựng cái thang lên cho nó dễ. Thì mình xài dùng là 20, còn như dưới chân này, cái nấc đầu tiên là mình xài vuông 3 luôn, rồi cái nấc ở trên đầu trên đó mình cũng xài vuông 3, còn toàn bộ mấy cái nấc giữa thì mình xài là toàn là vuông 20 hết luôn nha cả nhà. Thì mình sẽ mình này mình phải bóp vuông nữa nha cả nhà mình mới hàn được nha, chứ không phải là để vô là mình cứ cho ở dưới lớn ở trên nhỏ là mình hàn là không được nha. Mình phải bóp vuông lại cho hai cây thanh nó đồng với nhau, nó tạo ra là một cái hình đứng nó đều, khi mình bắt cái thang lên nó không được bị nghiêng, nó không bị nghiêng á. Đó, thì cả nhà xem mình làm như thế nào nha. Rồi cả nhà cũng cần lưu ý nha, thì cái thang này á, là mình bóp vuông, thì mình muốn bóp vuông cái thang này làm sao cho nó đầu lớn đầu nhỏ mà nó đều với nhau. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì mình bóp vuông cái đầu nhỏ này hơn là cái đầu lớn đằng đó nha. Cái đó là dưới chân là nó sẽ rộng ra, ở trên là nó phải tóp lại. Thì ở cái chân đó là mình lấy chiều ngang đó là 50, còn trên này là 30 nha cả nhà. Đó thì 30, thì bây giờ mình sẽ bóp vuông cái đầu này, rồi xong mình mới chấm bon cái thanh này lại, là một cái thanh dứ, rồi sau đó mình mới đo những cái nấc ngang, mấy cái nấc ngang này hết là nó mới mới đều mới chuẩn được nha cả nhà. Thì mình để bóp vuông được sao cho chuẩn, mình phải dùng cái thước ke lớn nha cả nhà. Thước ke giờ lớn thì nó có số. Đây, để mình dùng cho nó chút xíu. Rồi. Đây, số thì mình lấy bên đây, mình chia bên đó cho nó làm hai. Rồi xong mình lấy ra cái độ gốc ngoài đó đó cả nhà. Ngay gốc thước đó, dưới một cái đuôi cho nó bằng với ôm với cái thanh sắt. Thanh sắt xuôi nè. Đó, thì mình sẽ lấy một cái góc như thế này, rồi mình lật cái thước đỡ bờ kia, mình sẽ đưa ăn bên đây. Nếu hai bên nó đồng nhau là tức nghĩa là cái thang mình là hai chân nó ba sẽ bằng nhau, còn nếu mà nó lệch thì mình sẽ chỉnh, thực sự mình chỉnh lại cho nó đều hơn nha cả nhà. Rồi đây là mình đã bóp vuông xong rồi đó nha cả nhà, là hai bên này với bên này, mình đo từ đây ra đây bao nhiêu, từ đây ra đâu bao nhiêu, mình sẽ lấy thước góc mình đặt xuống đó, nó ăn gì đó bên đây ăn gì đây là nó sẽ vuông nha cả nhà. Rồi mình nhờ mình sẽ chấm bon cho chính là thích mình sẽ chấm ở dưới chân.
Rồi, cả nhà cũng lưu ý cho mình nha. Tại vì cây thang này là nó có độ xéo ở trên lớn, dưới chân thì nó ở chân thì lớn, ở trên thì nhỏ. Nên mình cắt mấy cây nấc ngang thì mình cắt cho nó hơi xéo một chút. Đừng khi mình đưa vô mình hàng cho nó ôm vô cái thanh thắt đứng nha cả nhà. Đó, thì bây giờ mình sẽ gạch xéo mình cắt nha. Rồi mình cắt xong rồi mình sẽ hàng cho cả nhà xem. Còn nếu mình quay luôn cắt thì nó rất là lâu nha cả nhà. Mong cả nhà thông cảm nha. Rồi, cả nhà mình đã chia sẻ và hướng dẫn cách làm cây thang chữ H này nha cả nhà. Thì cây thang này cây thang thẳng, chiều dài là nó 4,5 m. Thì đây nó có cái mùi nắp thang. Thì cả nhà làm lưu ý nhớ là mình hàng, mình chấm bon bề bên đây trước, rồi mình lật qua sang bề bên đây. Đó. Thì mình sẽ mấy hàng dứt điểm ngang cả nhà, hàng xong bên đây rồi mình mới trở lại bờ mấy bên đây là để mình hàng cho mấy hàng nó liền luôn. Mình đừng nên mình hàng một bên nào rồi một bên thì nó sẽ qua bờ bên sau, và bên kia là nó sẽ bị lệch nha cả nhà. Nó không lệch nhưng mà mình hàng nó bị
bị nghiêng cái ống này nè, làm cây thang mình được không được đẹp nha. Đó thì mình biết kỹ thuật làm sao thì chia sẻ cho cả nhà và các bạn xem, và có làm được cây thang như ý muốn mình tại nhà rất là tiện lợi nha cả nhà. Thì cũng mình cũng xin khép video lại đây nha. Hẹn cả nhà trong những clip tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để nhận được thông báo mới nhất của mình khi có video mới nha cả nhà. Rồi, ok. Bye bye.